fan của ca sĩ này không thích fan ca sĩ kia. Thì fan của Tâm đã có cái phản ứng đó, rõ ràng là theo tôi thấy và nhiều người thấy, rõ ràng điều này nó chưa được đẹp cho lắm. Nhưng cái điều động lại là phản ứng của Hồ Ngọc Hà lúc đó. Nếu như mà tinh tế và khéo léo như Hồ Ngọc Hà thì tất cả các fan Mỹ Tâm đều là Hồ Ngọc Hà hết rồi. Tâm sự cũng từ khán giả ra thôi. Tôi nghĩ dùng từ hủy hoại thì nó hơi quá, nhưng mà thực sự thì nó cũng có ảnh hưởng ít nhiều. Vì Tâm lâu nay vốn nổi tiếng là một người có cuộc sống và có lối sống và cũng như có hành trình nghệ thuật nó rất ổn định. Tôi thích ca sĩ nào thì tôi ủng hộ cho ca sĩ đó. Như vậy thì nó lại chưa được đẹp cho lắm, chưa được fair play cho lắm. Tôi nghĩ là cái phản ứng của fan nó tùy thuộc vào trình độ của từng người. Và ở fan Việt thì tôi chỉ mong là những cái phản ứng nó có văn hóa hơn một chút.